Rồi, chào tất cả các bạn nha. Giờ mình sẽ review một con diều 6 mini tiếp theo của bạn Tân nha các bạn. Đây là một con diều 6 mini thứ hai. Đó, sau một con diều 6 mà mini đuôi dài là thử nghiệm nó bay chưa thành công, thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm với con diều 6 thứ hai. Con diều 6 này nhỏ hơn nha các bạn. Đây. Đó. Rồi, bạn Tân giới thiệu mọi người là diều này mình cũng làm bằng cái gì hả bạn Tân? Lá dừa. À, diều này cũng làm bằng khung lá dừa nha các bạn. Đó. Diều này cũng làm bằng khung lá dừa. Rồi. Thì bọc ni lông. Đó, rồi cũng cái chỗ này là cũng là cái băng keo này vẽ lên. Rồi dán băng keo lại chỗ này cho cái cánh. Rồi. Và bây giờ bạn Tân sẽ thử thả siêu phẩm thứ hai nha các bạn. Diều 6 mini đuôi cá. Rồi. Con này thấy bay cao nha các bạn. Nãy thấy bạn Tân ra thả thử là thấy bay cao nha các bạn. Rồi bây giờ chỉ chờ có gió là kéo lên nha các bạn. Đang đứng gió rồi các bạn ơi, không có gió luôn. Chờ tí đi, chờ tí gió nó qua tới giờ mà, từ từ đi. Hôm nay trời đẹp mà không có gió nhiều. Hôm qua thì trời mưa. Thả diều phải đứng chờ có gió mới được thả nè các bạn. Đó, tội nghiệp gia quy các bạn. Đứng cầm diều. Đó, có gió lên tí rồi đó, có gió lên tí rồi đó. Đó. Lên. Đó. Lên. Không có gió các bạn ơi. Có gió là con này nó lên rồi. Nãy con này có gió bay cao lắm. Tại hạ xuống review cho các bạn coi các bạn. Rồi thôi, hôm nay là không có gió rồi. Thì diều các bạn Tân làm xong rồi, mình review lên coi vậy chơi thôi. Chứ không có gió hả? Đó, đây là con diều của bạn Tân. Đó, thì bây giờ thôi. À, mình sẽ chơi diều khác đi. À, khi mình thu diều về là gió lên. Chạy. Đó, có gió lên đó. Chạy ngồi xuống trong cái nước rồi, đúng rồi. Hết chỗ chạy rồi. Hết chỗ chạy rồi. Thì chương trình mà review diều 6 mini với bạn Tân là đến đây xin được tạm dừng nha các bạn. Thì hiện tại là hôm nay trời không có mưa, nhưng mà lại không có gió nhiều. Thì mình sẽ hẹn lại bữa sau, mình sẽ tiếp tục review diều cho các bạn cùng coi nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.